Cũng trong chiều nay, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến thăm các gia đình bà Trần Thị Lan là vợ liệt sĩ Trần Mai, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, hiện trú tại xã Hòa Phước. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm là thương binh 4/4, hiện trú tại xã Hòa Tiến. Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc là vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Diệt, đồng thời là người kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng, hiện trú tại xã Hòa Châu. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ân cần thăm hỏi, động viên và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.